Tôi giới thiệu kỹ thuật thứ ba là sơ đồ tư duy nè. Nào ta tìm hiểu sơ đồ tư duy là gì nào. Nghe thì nghe biết rồi nào. Hôm nọ tôi đã ra làm thử vài lần rồi. Bây giờ ta nhìn này, sơ đồ tư duy là một trong những kỹ thuật dùng phổ biến hiện nay trong dạy học, rất phổ biến luôn. Và người ta gọi là một công cụ tổ chức tư duy, là phương pháp dễ nhất để truyền tải thông tin vào bộ não rồi đưa thông tin ra ngoài bộ não, là một phương tiện ghi chép sáng tạo và hiệu quả. Nó giúp ta mở rộng, đào sâu và kết nối các ý tưởng, bao quát được các ý tưởng trên một phạm vi sâu và rộng. Thực ra cái sơ đồ tư duy này tôi sau này tôi mới biết, còn trước đó tôi nhớ là khi học ở phổ thông ý, là tôi hay học bằng cách là chép, cứ chép nhánh ra chứ không có chép theo kiểu đồ dòng giống như các bạn đâu. Đấy, và nhờ cái cách học mà chúng ta ghi chép bằng cách theo sơ đồ nhánh ấy, ý của mình ấy, mà nó ghi ngắn và khi ôn bài rất là nhanh. Và gần đây trong những lần tôi dạy với sinh viên đại học ấy, thì tôi hướng dẫn các bạn đấy sử dụng giáo trình làm vở ghi luôn. Và nói thật với các bạn là đấy là một phát hiện mà rất phù hợp và sinh viên rất thích. Bởi vì sinh viên bây giờ rất lười ghi chép và không thích ghi chép nhiều. Vậy thì rõ ràng phải tiếp cận với xu thế mới đấy. Và hướng các em, một là các em chỉ có một cái quyển sổ nhớ cầm theo, tức là cái mua một cái tập nhớ đấy, bé bé thôi, nó lười lắm, nó không có cô vở đâu. Hai là lấy giáo trình đấy, giáo trình mua không phải để đẹp mà giáo trình mua dùng để làm vở ghi luôn. Và trong quá trình tôi hướng dẫn các nội dung thì những cái chỗ nào mà tôi khái quát theo sơ đồ ngắn gọn cả một trang một mục mục đó thì các em cứ dùng màu bút đỏ, bút màu khác ghi ở góc trống đấy, góc trắng của cái giáo trình đấy theo sơ đồ tôi hướng dẫn. Và sau này tối hay lúc nào muốn ôn tập ấy thì cứ dở cái trang đấy và nhìn lại cái sơ đồ đấy thì nó sẽ tái hiện lại kiến thức cơ bản đấy. Thì đấy là cách mà tôi hướng dẫn cho các bạn sinh viên học sử dụng giáo trình làm vở ghi luôn. Và hình như nó hiệu quả. Hiệu quả ở chỗ là các em mới lời ghi và muốn ghi ngắn đấy, nhưng mà lại để cho nó hiểu được vấn đề thì phải cách dùng giáo trình luôn. Đấy nên là đi đâu nó cắt giáo trình theo thôi, chứ nó không có mang vở bút ghi nhiều đâu. Đấy là tôi chia sẻ một chút. Vì vậy mà cái sơ đồ tư duy này thật sự rất ứng dụng. Nào, đầu tiên là viết tên chủ đề hay ý tưởng chính ở trung tâm. Tư tưởng chính đấy chúng ta viết nhánh. Là nhánh là các ý nhỏ làm rõ ý trung tâm. Thế thôi, kiểu vậy nó dễ. Và ta nhìn xem nhá, ta nhìn xem. Nó có rất nhiều cách. Đây là người ta mô tả cái chủ đề chính và các vấn đề liên quan. Và sau đây là một vài cái ví dụ. Ví dụ, đây là một cái ví dụ về sơ đồ tư duy với chủ đề trang phục của phụ nữ mượt. Đấy không ạ? Rồi, chúng ta sẽ nhìn vào đây. Đây là một cách nhá. Tôi sẽ hỏi nào. Các bạn phát hiện được sơ đồ tư duy đầu tiên là chủ đề chính hay chủ đề trung tâm, sau đó là các chủ đề gọi là phụ nhưng mà là các chi tiết của gì, các cái chủ đề chính hay là các ý chi tiết của chủ đề chính hay của chủ đề trung tâm. Rồi bây giờ tôi hỏi các bạn, nhìn vào đây các bạn phát hiện ra điều gì khi viết sơ đồ tư duy hay dùng sơ đồ tư duy trong dạy học nào? Để đó đã. Nào, phát hiện ra cái gì nào? Để thì nó làm con nhầm nào. Đấy. Thì ra là cái gì? Là cái gì để ta cũng rất là ứng dụng. Với cách này nhá, cách thứ nhất chưa có hiện ra là đúng không? Tôi để cái đó.
Rồi, không phải là tôi chưa trả lời đâu. Có hiện ra gì không? Nào bạn áo không trắng ở giữa nào có hiện ra gì không? Không luôn. Không ai hiện ra gì đúng không? Tôi nhắc lại là đi học những lớp này là cho các bạn nhé, không phải cho tôi nhá. Nên là chúng ta mạnh dạn nói, không sợ mình không biết đâu. Có ai mà đại thánh cái gì cũng biết đâu mà. Cho nên là phải mạnh dạn tương tác đi, chứ đừng có gì cũng gật đi. Gật là cái cách học chủ động như vậy là sẽ lâu lên tay nghề lắm. Rồi, cái thứ hai là sơ đồ tư duy được trình bày ở dạng nhánh này. Wow. Rối mù luôn. Được chưa? Quay trở lại là lúc đây là một kiểu, được chưa? Đây là kiểu thứ hai, là hình nhánh. Tập đó làm hoài mà làm không được, rối quá, không nhớ nổi. Tôi sẽ hoạt động gì khó đâu. Giống như đang lấy ra có chủ đề âm nhạc ấy, đúng không? Ta đi đường với cái lát lớn màu xong rồi đi lát người nhỏ tiếp theo được không? Tùy. Rồi. Dạng thứ ba đó là sơ đồ 6 chữ ngũ tư duy. Đây là dạng ứng dụng sơ đồ tư duy cao cấp nhất hiện nay. Nhìn trên màn hình của tôi. Rồi, mũ thứ nhất, mũ màu trắng, đó là những cái liên quan đến thông tin, dữ liệu, sự kiện, trung tính. Mũ thứ hai là mũ liên quan đến hoạch định, đến sự sáng tạo, lời giải, cách từng từ khác nhau, tùy. Mức độ thứ ba là liên quan đến lợi ích hay hiệu quả hay tính tích cực. Mũ thứ tư là những cái gì trực quan và cảm giác và tâm lý. Mức độ thứ năm đó là liên quan đến những cái vấn đề tiêu cực, việc phê phán đánh giá và có cả những cái sự vô lý, sự không bình thường, sự bất bình thường. Và cuối cùng là tổng kết. Đấy. Như vậy thì nhìn như vậy thôi. Thực ra ba dạng của cái kỹ thuật sơ đồ tư duy, mỗi một dạng sẽ gặp những cái khó khăn, đúng không? Khó khăn trong vấn đề giải quyết các vấn đề trong chủ đề trung tâm, đúng không? Theo các hướng khác nhau. Nhắc lại nhá. Như vậy hôm nay tôi giới thiệu ba cái dạng của sơ đồ tư duy. Dạng dễ nhất là dạng thứ mấy? Đầu tiên, chính xác, đúng không? Và từ hôm đến giờ ta có vài lần thảo luận ta dùng cái dạng nào? Dạng đầu tiên, đúng không? Đầu tiên. Đấy. Với cái dạng này cực kỳ khó. Và chút nữa ta sẽ thử làm một tí xem nhá. Tôi cho một nhóm với một chủ đề sẽ làm cái dạng thứ ba này. Bởi vì nếu như chúng ta lúc nào cũng dùng một dạng trong quá trình dạy học sinh trong suốt cả một năm thì học sinh nó cũng chán. Vì vậy có những hôm cả một cái buổi dạy đấy chúng ta sẽ dùng cái dạng tư duy sơ đồ tư duy khác nhau đó, để thay đổi cái không khí buổi học, thay đổi tính chất buổi học và thay đổi cái yêu cầu, cái mục tiêu ta cần đạt tới cho buổi học ở mức độ khác nhau. Và đó cũng chính là cách để cho học sinh chúng ta không bao giờ đánh giá thấp giáo viên. Thứ hai là nó không bao giờ đối phó được giáo viên. Bởi vì nó nắm được cách thức làm việc, cách thức tương tác của giáo viên với học sinh trong quá trình dạy học. Và nó thừa biết cô này hay dạy kiểu gì, hay ra làm sao, và là nó đối phó được. Còn nếu chúng ta đa dạng thì chúng nó không mới phá được. Là chưa biết được hôm nay cô dùng kiểu gì. Đấy, vì vậy mà nó cứ phải nỗ lực. Thậm chí nó còn phải háo hức và chờ đợi xem cô có cái gì lạ không. Đấy, thì đó chính là cách để làm mới bản thân và thay đổi tâm trạng, về tâm lý
cho học sinh của chúng ta. Được chưa? Bây giờ ta sẽ tìm hiểu một chút về ưu nhược điểm của nó nhá. Sau đây làm sao? Ưu điểm. Khi vẽ sơ đồ tư duy, học sinh được, tức là sẽ học được cái cách tổ chức thông tin, các ý tưởng và việc giải thích các thông tin đó, kết nối thông tin đó với cách hiểu của mình chứ không phải là của thầy cô. Nó hiểu ra nó vì chứng minh như vậy. Phù hợp với tâm lý học sinh, đơn giản và dễ hiểu. Thích hợp với các nội dung ôn tập, liên kết lý thuyết với thực tế. Và tuy nhiên nó vẫn có hạn chế. Các sơ đồ giấy thường khó lưu trữ, khó thay đổi, khó chỉnh sửa và đương nhiên tốn kém chi phí. Được chưa? Sơ đồ do học sinh tự xây dựng sẽ giúp học sinh nhớ bài tốt hơn là sơ đồ do giáo viên xây dựng, sau đó giảng cho học sinh. Vì vậy bao giờ người ta cũng sẽ đi là học sinh xây dựng, sau đấy giáo viên sẽ gì? Sửa chính xác luôn và tổng kết lại bằng sơ đồ chính của giáo viên, được không? Đó là cách mà ta để cho học sinh nó phải làm, người ta không có làm hộ. Đó là cái ưu và nhược điểm của cái sơ đồ tư duy này. Yeah, bây giờ ta sẽ tiếp theo, ta quay trở lại và ta sẽ thực hành nhé. Yeah.